cơ hội để Phạm Minh Chính phản công phe Tô Lâm. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, Tô Lâm lệnh cho Lương Tam Quang sang tận Belarus chuẩn bị cho việc bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Như vậy, Tô Lâm đang chứng tỏ ông rất quyết tâm hạ cho bằng được đối thủ cuối cùng. Từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức bắt cóc người tại châu Âu, Tô Lâm đã truyền cho Lương Tam Quang, và ông Quang đang thực hiện nhiệm vụ này như là cách mà Tô Lâm đã làm cách đây 6 năm. Khi thông tin này bị tuồn ra ngoài, xem như Tô Lâm tư thế chủ động chuyển thành thế bị động. Bởi mới trong giai đoạn chuẩn bị mà tin tức đã bị lộ, thì chắc chắn phe của Phạm Minh Chính sẽ tìm cách đối phó. Nhiệm vụ bắt cóc bà Nhàn với ông Lương Tam Quang khó hơn rất nhiều. Bởi khi kẻ săn mồi bị lộ, thì con mồi sẽ nhanh chân trốn thoát. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn không phải là Trịnh Xuân Thanh. Từ khi trốn ở nước ngoài, bà Nhàn đã mai danh ẩn tích, không có một chút tin tức công khai nào. Trong khi đó, khi vừa đến được Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã gáy thật lớn, và chính tiếng gáy này đã khiến cho ông ta bị lộ. Ngoài ra, đứng sau bà Nhàn là Tập cục 2 của Bộ Quốc phòng. Bà trốn đi mang theo nhiều bí mật của những nhân vật lớn trong Bộ Quốc phòng, chứ không chỉ những bí mật với riêng đương kim Thủ tướng. Trong đó, đáng chú ý là mối quan hệ giữa bà Nhàn và Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng tương tự như mối quan hệ giữa bà với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hiện nay, Quỹ Quân đội đang nổi lên và muốn cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm. Đây cũng là cách để bảo vệ trong Phan Văn Giang và nhóm lợi ích của ông được an toàn hơn. Điểm yếu duy nhất của Bộ Quốc phòng là phe Tổng cục Chính trị và phe Tổng tham mưu trưởng không đoàn kết. Nếu ông Lương Cường và Phan Văn Giang bắt tay nhau, thì lợi ích chung của nhóm quân đội, thì phe quân đội hoàn toàn có thể hình thành một cục diện mới cân bằng với phe Tô Lâm tại chính trường Việt Nam. Giả sử phe quân đội đoàn kết, thì đây là chỗ dựa vững chắc cho ông Phạm Minh Chính. Bởi số phận của ông Chính và ông Giang đều phụ thuộc rất lớn vào bà Nhàn. Ông Tô Lâm vẫn đang truy bắt cho bằng được bà Nhàn để mà hạ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng nếu để bà Nhàn rơi vào tay ông Tô Lâm, thì Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng không được yên. Cho nên, khả năng cao, phe quân đội sẽ ngả về Phạm Minh Chính. Nếu họ đoàn kết hình thành được một liên minh đủ mạnh để cân bằng quyền lực với phe công an. Ông Tô Lâm là con người nguy hiểm. Nếu đổ lực, ông ta sẽ đánh úp ngay. Giả sử phe quân đội không thể đoàn kết, thì Tô Lâm sẽ bẻ từng người một, như bẻ từng chiếc đũa vậy. Bởi ông đang là bí thư quân ủy Trung ương. Ông Tô Lâm đang giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, sức mạnh của ông đến từ công thức Tổng Bí thư cộng Chủ tịch nước cộng Công an. Nếu đến hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông Lương Cường lên Chủ tịch nước, rồi sau đó bắt tay với Phan Văn Giang, thì khi đó phe quân đội sẽ có công thức Chủ tịch nước cộng quân đội để mà cân bằng với công thức Chủ tịch nước cộng Công an của ông Tô Lâm. Giả sử phe quân đội đoàn kết với nhau và liên kết với ông Phạm Minh Chính, thì khi đó phe quân đội sẽ là Chủ tịch nước cộng Thủ tướng cộng quân đội. Khi đó phe quân đội có thể còn mạnh hơn cả phe của Tô Lâm. Đây cũng là công thức tốt nhất cho Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính và cả Lương Cường trước sự hùng hằng vô lối của ông Đại tướng. Ông Chính đang ở thế phòng thủ, ông sẽ có cơ hội phản công lại phe Tô Lâm nếu Lương Cường lên Chủ tịch nước và liên kết với cả ông Chính và ông Giang. Khi đó không hẳn sóng gió sẽ nổi lên với ông Phạm Minh Chính, mà ngược lại có thể sóng gió sẽ lại nổi lên với ông Tô Lâm. Dù cả Phan Văn Giang, Lương Cường và Phạm Minh Chính đều ở cửa dưới, nhưng nếu cả ba liên minh lại thì chưa chắc là cửa dưới so với phe của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ hội để Phạm Minh Chính phản công phe Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Giải quyết nhóm Nghệ Tĩnh bài toán quá tầm của Tô Lâm. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai nhóm lớn trong số các ủy viên Trung ương Đảng lẫn ủy viên Bộ Chính trị đông nhất nhì trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nghệ An và Hà Tĩnh lại gần nhau về mặt địa lý cũng như trong tương đồng về chất giọng và ngôn ngữ địa phương. Hai tỉnh này trước đây thuộc về Nghệ Tĩnh. Hai nhóm này cũng đang liên minh, liên kết giữa các sân sau khiến cho sức mạnh ngầm mạnh hơn bao giờ hết so với những gì họ thể hiện ra bên ngoài.
cả hai nhóm đều lợi dụng sự ủng hộ của Nguyễn Phú Trọng để mà bành trướng. Trong ban bí thư, vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ông Trọng giao cho một người Hà Tĩnh, vị trí trưởng ban nội chính Trung ương giao cho một người Nghệ An. Hiện ông Tô Lâm rất khó bứng hai vị trí này đi, bởi lẽ cần thời gian và cả sự may mắn thì Tô Lâm mới có thể dọn được hai di sản này của ông Trọng. Ông Tô Lâm thì thắng lớn là nhờ khả năng chớp thời cơ, tận dụng tối đa sức mạnh của Bộ Công an và thời điểm mà sức khỏe của ông Trọng cạn kiệt để mà ra tay, nên ông đã thắng lớn. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng gặp may vì sức khỏe của ông Trọng đã trở nên nguy kịch sớm. Nếu ông Trọng có thể sống qua đại hội lần thứ 14, thì lúc đó ông Tô Lâm khó có cơ hội được ngồi vào ghế Tổng Bí Thư. Hiện nay, lực lượng của phe Hưng Yên trong Trung ương Đảng vẫn còn mỏng hơn phe Nghệ An và Hà Tĩnh rất nhiều. Vì vậy, ông Tô Lâm phải đánh dẹp hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh để mà tạo ra chỗ trống cho người của phe Hưng Yên thay thế vào. Ngoài ra, với tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị và 20 ủy viên Trung ương Đảng mà phe Nghệ Tĩnh vẫn là đối thủ, nguy rất lớn với phe Hưng Yên. Bằng việc đưa Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh lên thớt, ông Tô Lâm đang muốn cắt sợi dây liên hệ giữa hai phe này. Tuy nhiên, ông Khánh chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng, ông bị dụng thì cũng không làm cho phe Hà Tĩnh yếu đi bao nhiêu. Cần phải loại được những nhân vật tầm cỡ ủy viên Bộ Chính trị hoặc có cơ hội vào Bộ Chính trị cao như Hồ Đức Phước hay Trần Hồng Hà thì mới có tác dụng. Nguồn tin nội bộ cũng từng cho biết Tô Lâm chuẩn bị hồ sơ để hạ Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc. Ông cũng đã tiến hành những bước cần thiết như bắt giam Nguyễn Văn Yên, cấp phó của Phan Đình Trạc, và tấn công vào công ty Cây Xanh Công Minh để lật Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên đến nay, ông vẫn chưa thể khiến hai nhân vật trên bị lung lay. Xem ra hai ủy viên Bộ Chính trị hàng đầu của hai nhóm này không dễ gục ngã như Tô Lâm mong muốn. Ngay trong ban bí thư, Tô Lâm không muốn tiến hành phe Hưng Yên hóa cũng không dễ dàng một chút nào. Lên Tổng Bí thư chỉ mới được hơn 2 tháng, thời gian chưa đủ lâu để Tô Lâm có thể sắp xếp lại ban bí thư, đồng thời dọn dẹp hết những di sản mà ông Trọng để lại. Ông muốn có sức mạnh thì người của ông phải chiếm đa số các vị trí quan trọng trong ban bí thư như ông Trọng đã từng làm trước đó và rất thành công để bảo vệ chiếc ghế Tổng Bí thư lâu dài. Đánh Đặng Quốc Khánh thì chỉ mới cắt được một cọng rễ kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Cắt một rễ thì chưa thể khiến cho cây phải chết. Ông Tô Lâm cần phải làm nhiều hơn nữa, cần đánh vào những nhân vật lớn hơn, có sức ảnh hưởng hơn ông Đặng Quốc Khánh. Việc đánh văng ông Vương Đình Huệ dễ dàng, không có nghĩa là đánh Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú cũng dễ dàng như vậy. Nếu những nhân vật mà ông Trọng để lại trong ban bí thư dễ bị đánh gục, thì ông Tô Lâm đã ra tay. Những người còn lại này, mà đặc biệt những người gốc Nghệ An, Hà Tĩnh, đều là những đối thủ khó hạ đối với Tô Lâm. Từ nay đại hội 14 chỉ còn có 1 năm, chúng ta hãy cùng đợi xem ông Tô Lâm có thể làm được gì với nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin giải quyết nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, bài toán quá tầm của Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.